Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Món Ăn Ngon Dễ Làm. Mình là Hữu Quốc. Hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món khổ qua kho sả ớt, một món ăn chay rất là ngon và rất là dễ làm. Khổ qua kho sả ớt thì nó có cái vị giòn giòn, vị mặn mặn, ngọt ngọt, rồi kết hợp vị hương thơm của sả và một số gia vị và các nguyên liệu khác tạo nên món khổ qua kho sả ớt rất là thơm ngon tuyệt vời và rất là dễ làm lắm luôn, ăn khỏi phải nói, hao cơm lắm luôn. Các nguyên liệu và gia vị của mình thì gồm có một trái khổ qua, ba cây sả, hành lá, ớt, muối, bột ngọt, bột nêm, đường cát, nước mắm, nước màu và dầu ăn. Trước tiên trái khổ qua nào quý vị. Hôm nay mình sử dụng trái khổ qua này thì khoảng gần 300 g. Khổ qua thì mình bỏ đi cái phần đầu và cái phần cuối của trái khổ qua nghe quý vị, rồi mình chẻ ra làm hai. Mình bỏ đi cái phần ruột phía trong trái khổ qua nghe quý vị. Các cái phần hột nè quý vị, mình lấy dao mình tách cắt ra. Hoặc mình lấy ra cái muỗng inox, mình móc cái phần ruột ra cũng được nữa nghe quý vị. Đó, mình lấy cho sạch cái phần ruột ra luôn. Rồi sau đó mình sẽ sắt xéo xéo ra nghe quý vị. Hôm nay mình sắt các cái lường xéo xéo nhỏ nhỏ thôi, khoảng 1-2 phân nghe quý vị. Cũng tùy theo gia đình mình mà mình sắt sao cho nó vừa ăn. Đó, và sau một hồi thì mình sắt gần xong nguyên trái khổ qua nè quý vị. Mình sắt xéo xéo như vậy hoặc mình sắt vuông cũng được đó nghe quý vị. Rồi mình sẽ cho vào trong cái tô. Mình cho hết vào trong cái tô luôn. Rồi mình cho nước lọc vào. Rồi sau đó thì mình sẽ cho khoảng nửa muỗng canh muối bọt vào. Khổ qua thì mình phải ngâm qua nước muối loãng nha quý vị, để cho khổ qua của mình nó sẽ trắng trong hơn và giòn hơn. Mình ngâm cũng khoảng 10 phút nha quý vị. Và các cây sả thì mình đập cho nó dập dập. Rồi sau đó mình sắt nhỏ nhỏ ra nha quý vị. Sả thì mình nên mua sả cây, rồi về mình sắt nhỏ nhỏ ra, rồi mình kho nó sẽ ngon hơn. Mình sắt dày dày như nhà mình cũng được nha quý vị, hoặc là mình sắt mỏng ra cũng được luôn. Nhà mình thì sắt hơi dày, nó sẽ thơm và ngon hơn. Cũng tùy theo gia đình mình nha quý vị. Và mình sẽ cho ra cái dĩa sẵn luôn. Chút xíu thì mình sẽ cho ớt và các gia vị khác vào trong dĩa sả của mình. Hành lá thì mình cũng sắt nho nhỏ ra luôn. Nhà mình ăn không có thuần chay cho nên mình ăn tỏi, hành tím, hành lá luôn nha quý vị. Nếu nhà mình mà ăn thuần chay thì có thể mình thay thế bằng hành bơ rô nha quý vị. Hành tím và các tép tỏi thì mình cũng đập cho nó dập dập. Rồi sau đó mình cũng băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn để nữa mình phi. Đó, băm cho nhuyễn nhuyễn ra luôn. Và mình sẽ cho vào trong cái dĩa nhỏ sẵn luôn nha quý vị. Ớt thì mình cũng băm nhỏ nhỏ ra để nữa mình sẽ trộn vào trong dĩa sả nha quý vị. Có cái vị cay cay của ớt góp phần làm cho cái món khổ qua kho sả ớt của mình thêm thơm ngon và hấp dẫn hơn. À, mình cho vào dĩa sả luôn. Và mình cho một ít bột ngọt, một ít bột nêm và một ít muối, khoảng 1/4 muỗng cà phê quý vị, và một ít đường cát luôn. Rồi sau đó mình đảo đều lên. Rồi hồi mình sẽ xào sơ qua nghe quý vị, trước khi mình kho với hũ qua, để cho sả mình nó thêm đậm đà và thơm ngon hơn khi mà mình kho với hũ qua. Và tô hũ qua nè quý vị, nãy giờ mình ngâm cũng khoảng 10 phút rồi. Và bây giờ mình sẽ gớt hũ qua ra nghe quý vị. Mình để vào trong cái rổ inox để cho nó ráo
cái phần nước mà nó dính vào trong khổ qua nghe quý vị. À, và bây giờ mình cho hết cả dĩa luôn. Và mình sẽ sử dụng cái muỗng cà phê này nghe quý vị. Để mình cho các gia vị vào trong dĩa khổ qua. Thì mình cho cũng khoảng 1 phần 3 muỗng cà phê muối. 1 phần 3 muỗng cà phê bột ngọt. 1 phần 3 muỗng cà phê bột nêm. Khoảng 2 muỗng cà phê đường cát. Và nước mắm chai nè quý vị. Hiệu ông Trà Và nghe quý vị. Nước mắm chai này cũng rất là thơm và ngon. Thì mình cho cũng khoảng 2 muỗng cà phê nước mắm chai vào luôn. Cuối cùng là nước màu. Thì mình cho cũng khoảng 2 muỗng cà phê nước màu vào luôn. Rồi sau đó mình sẽ đảo đều lên nha quý vị. Để cho các gia vị nó sẽ thấm đều vào các miếng khổ qua. Rồi sau đó mình để khoảng 15 phút trước khi mình kho nha quý vị. Tại vì mình để càng hơi lâu để cho các gia vị nó thấm càng sâu vào các miếng khổ qua. Rồi sau đó mình kho nó sẽ rất là đậm đà và rất là thơm ngon lắm luôn. Và bây giờ mình bắt cái chảo nhỏ lên, mình cho một ít dầu ăn vào. Khi mà dầu nóng lên thì mình sẽ cho một ít tỏi và hành tím vào để mình phi. Và sau một hồi thì tỏi và hành tím nó đã vàng óng ánh rất là thơm rồi đó quý vị. Thì mình sẽ cho nguyên dĩa sả, ớt và các gia vị hồi nãy mình đã ướp vào đó quý vị. Mình cho vào rồi mình xào sơ qua. Mình xào cũng khoảng 4-5 phút nha quý vị. Để cho sả của mình nó vừa săn lại thôi. Nó vừa hơi vàng vàng lại là được rồi. Đó, và sau một hồi đó quý vị, sả ớt và các gia vị của mình nó cũng đã vàng óng ánh rất là thơm rồi. Thì mình sẽ nhắc xuống nha quý vị. Rồi mình bắt cái chảo khác lên. Mình cũng cho một ít dầu ăn vào. Khi dầu nóng lên thì mình cũng cho tỏi và hành tím cái phần còn lại quý vị. Mình cho hết vào luôn để mình phi. Và trong lúc mình phi thì mình cũng đảo đều lên luôn nha quý vị. Và sau một hồi phi đó quý vị thì tỏi hành tím cũng đã vàng óng ánh rất là thơm rồi. Thì mình sẽ cho nguyên dĩa khổ qua nãy mình đã ướp gia vị đó quý vị, cũng khoảng hơn 15 phút rồi, mình cho vào để mình kho. Trong lúc mình kho thì mình cũng đảo tới đảo lui nha quý vị. Và sau một hồi khổ qua của mình nó thấm các gia vị lên màu rất là đẹp rồi đó quý vị. Mình đảo lên một lần nữa rồi mình sẽ cho nước lọc vào. Thì mình cho một ít nước lọc vào nha quý vị, cũng khoảng 1 phần 3 chén nước lọc đó quý vị. Rồi tiếp tục mình đảo đều lên rồi mình kho. Và trong cái thời gian kho quý vị thì lâu lâu mình cũng đảo tới đảo lui nha quý vị, để cho khổ qua của mình nó sẽ chín đều hơn và nó ngấm các gia vị đều hơn. Và sau một hồi kho rồi thì mình sẽ cho cái phần sả hồi nãy mình đã xào sơ qua đó quý vị, sả ớt mình cho hết vào luôn. Rồi tiếp tục mình kho thêm cũng khoảng 4-5 phút nữa là được nha quý vị. Mình kho đến khi nào mà nó sền sệt lại, nó cạn cạn cái phần nước lại là được nha quý vị. Đó, và sau một hồi thì nó rất là sền sệt lại đó quý vị. Mình đảo thêm một lần nữa, rồi mình kho thêm cũng khoảng 2 phút nữa là được nha quý vị. Đó, trông rất là hấp dẫn, rất là thơm lắm luôn. Và sau một hồi thì khổ qua kho sả ớt của mình cũng đã chín rồi, thì mình sẽ cho một ít hành lá vào. Rồi mình cho hai trái ớt lên trên, chủ yếu mình trang trí cho nó đẹp thôi. Rồi mình tắt lửa luôn nha quý vị. Và bây giờ mình sẽ múc hết ra dĩa luôn, chuẩn bị mình dùng trong bữa ăn cơm chay ở gia đình mình. Hôm nay mình làm một món rất là đơn giản lắm luôn, khổ qua kho sả ớt. Và mình quay cận lên nào quý vị. Nguyên dĩa khổ qua kho sả ớt cũng đã chín rồi. Một món ăn chay rất là ngon và rất là dễ làm, làm cũng rất là nhanh và ăn hao cơm lắm luôn. Rồi Hữu Quốc xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.